Thưa quý vị và các bạn, gắn hiệu quả sản xuất tăng doanh thu với việc chia sẻ lợi nhuận cho người lao động đang ngày đêm gắn bó với công ty là một trong những chiến lược xuyên suốt và quan trọng của công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ ở thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ. Bộ phận kế hoạch tài vụ của công ty cổ phần Tiên Hưng đang bận rộn chuẩn bị hơn 43 tỷ đồng để lo các khoản như tháng lương thứ 13, thưởng Tết cho hơn 2.100 lao động đang làm việc tại công ty. Năm 2018 được đánh giá là một năm không có nhiều thuận lợi với ngành may, song công ty Tiên Hưng vẫn đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 50 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm 2017. Dù thời gian làm việc đã giảm 30 phút một ngày so với năm 2017, tức là chỉ khoảng 8 tiếng rưỡi một ngày và không phải làm chủ nhật, song mức thu nhập trung bình năm 2018 là 9,6 triệu đồng một người trên tháng. Ghi nhận những cố gắng của người lao động, Tết này, bình quân công nhân của công ty Tiên Hưng được thưởng 23 triệu đồng một người. Có những người được thưởng Tết cao như chị Nguyễn Thị Nhẫn, xí nghiệp may 6, hơn 31 triệu đồng. Trần Văn Việt, xí nghiệp may 5, 30 triệu 700 nghìn đồng. Trong một năm vừa qua, tôi và các anh chị trong tổ đã cố gắng và hoàn thành các chỉ tiêu của ban lãnh đạo giao cho. Vì vậy tiền thưởng Tết của năm 2019 năm nay cao hơn năm ngoái. Các công nhân ở đây đều có tâm lý gắn bó với doanh nghiệp như mái nhà thứ hai của mình. Bởi không chỉ có việc làm ổn định, thu nhập khá, công ty còn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư thiết bị máy may hiện đại để hỗ trợ gia công, tăng năng suất và các chế độ ăn giữ ca. Hỗ trợ kinh phí cho công nhân viên là nữ có con trong độ tuổi mẫu giáo 150.000 đồng một tháng trên một cháu, hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe hơn 600.000 đồng một người trên tháng. Chiến lược của công ty thì năm 2019 này thì sẽ đưa vào hoạt động một cái khu nhà sản xuất 3 tầng, hệ thống điều hòa làm mát tổng, thế và sẽ sử dụng tất cả các loại thiết bị hiện đại mới nhất để làm sao người lao động có năng suất cao, có chất lượng tốt và giảm giờ làm. Và cái mục tiêu đề ra là năm 2019 sẽ thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên thấp nhất sẽ là 10 triệu trở lên. Từ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh năm 2018, công ty Tiên Hưng đã dành gần 500 triệu đồng để làm từ thiện nhân đạo. Điển hình như tặng quà trẻ em khuyết tật tại trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử và thành phố Hưng Yên. Cán bộ công nhân viên của công ty có hoàn cảnh neo đơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Từ hơn 7 năm nay, công ty Tiên Hưng nhận phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Gừng ở xã Ngô Quyền và mẹ Phạm Thị Đầm ở xã Dị Chế. Năm 2019 này, công ty cổ phần Tiên Hưng đang đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng thêm 20.000 m2 nhà xưởng và các thiết bị may hiện đại với mục đích thu hút thêm từ 600 đến 700 công nhân. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong tiến trình đưa Tiên Hưng trở thành một doanh nghiệp may mạnh trong toàn quốc.